Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình quay trở lại với video review về cái dự án ICO. Thì đây đang trong thời gian token sale của cái dự án Casco to go. Thì cái dự án này đang có cái token sale trong 10 ngày, 13 giờ và 59 phút nữa. Thì các bạn có muốn tiết kiệm tới 50% chi phí bảo hiểm xe máy chỉ để lái xe an toàn không? Thì hãy ra cộng đồng này để tìm hiểu thêm những cái điều kiện thông minh. Thì cái dự án này thì trong cái chương trình pre-ICO này sẽ mở bán từ 28 tháng 5 đến ngày 25 tháng 6. Thì 10 ngày sau ngày 10 ngày nữa thì chương trình này sẽ bắt đầu pre-ICO, và sau cái giai đoạn đó thì ICO sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7. Các bạn có thể để lại email ở đây để có thể theo dõi thêm thông tin, cập nhật những thông tin mới nhất về cái dự án token sale Casco to go này, hoặc có thể tìm hiểu thông tin qua những trang mạng xã hội như Facebook, Twitter, Medium, Bitcoin Talk hay Telegram. Và cái dự án này hiện tại đang được rating khá là cao trên một số trang như ICO Max 8,4 trên 10 sao, ICO Rated 4,2 trên 5 sao, ICO Other Rating AA sao. Về cái dự án này thì đây là nguồn gốc Thụy Sĩ được phê duyệt bởi SRO, chúng tôi tự hào là thành viên của Trung Lũng Crypto. An ninh cấp quân sự lõi công nghệ từng đoạt giải thưởng 25 năm kinh doanh bảo hiểm thông minh, phát triển các giải pháp bảo hiểm từ năm 2011, được đánh giá cao của các báo cáo độc lập của Blog Smarter. Bạn có thể thấy mọi thứ bạn muốn biết về chúng tôi tại đây, về những cái bài báo cáo ICO một túi trắng và những cái white paper, one paper và kiểm tra những hợp đồng thông minh ở đây rất là nhiều. Đây là những một số đối tác trang ở đây, các bạn có thể kiểm tra trên xem trên CNN, Yahoo, Phoenix, Panel, Facebook, CNN, VV, Mogul. Thì cái dự án Casco to go này là gì? Thì hôm nay chúng tôi đang giảm giá 50% chi phí bảo hiểm để lái xe an toàn. Thì chúng tôi đang sử dụng cái đánh giá dữ liệu lớn của AI, trí tuệ nhân tạo và Cinematic và mô hình Pay as you drive. Thì sắp tới, trong tương lai thì ngày mai chúng tôi sẽ tạo ra hệ sinh thái về tập trung, nơi mỗi lái xe cẩn thận sẽ nhận được cái một bảo hiểm giá cả phải chăng, và các cơ quan bảo hiểm sẽ có thể xác nhận bằng các khách hàng có rủi ro thấp. Thì cách tiếp cận của chúng ta là chúng tôi đang tạo ra một hệ sinh thái cho phép được để có được cái bảo hiểm giá rẻ cho người lái xe an toàn và tìm kiếm khách hàng có nguy cơ thấp cho các công ty bảo hiểm. Thì hệ thống của chúng tôi đang mở cửa cho bất kỳ cái công ty nào có thể cung cấp dịch vụ của họ trên các điều kiện rõ ràng về thị trường tự điều tiết. Đây là cái hệ sinh thái của cái dự án này, với những cái rủi ro thấp và những cái điều kiện sạch sẽ, lái xe an toàn. Đó. Thì đây là ông CEO dự án của cái dự án này, đồng sáng lập Gennady Mann, một sự hiểu biết sâu sắc về cái blockchain và ngành công nghiệp bảo hiểm cùng với công nghệ tiên tiến làm cho chúng ta trở nên độc đáo trên toàn cầu. Hậu quả của việc này là làm gián đoạn triết lý bảo hiểm hữu cơ. Giải quyết vấn đề này như thế nào? Thì ở đây người ta trình ra như này: trình điều khiển cẩn thận, vấn đề là phải trả chi phí bảo hiểm lớn, trả tiền cho cái rủi ro cho các lái xe. Thì cái giải pháp ở đây là được bảo hiểm rẻ hơn với cái lái xe an toàn hơn. Bảo hiểm đáng cậy ở đây, vấn đề là không thể tìm thấy khách hàng an toàn, phải trả giá cao hơn với cho mọi khách hàng có rủi ro cao hơn, cao mới. Ở đây giải pháp là nhận khách hàng có rủi ro thấp từ cộng đồng người lái xe an toàn. Các bạn có thể tìm hiểu thêm một cái cách giải quyết vấn đề này. Ví dụ như là khách hàng ở đây không có cái cách Casco to go với giá vé đắt cho mọi người, thì mỗi người lái xe khác nhau, thì nhưng tất cả chúng ta đều phải trả cùng mức giá. Ngay cả khi người lái xe an toàn nhất cũng phải trả tiền cho những rủi ro của những người liều lĩnh. Với Casco to go thì cách tiếp cận cá nhân với giá ít hơn. Chúng tôi tiến hành đánh giá rủi ro cá nhân bằng cách sử dụng công nghệ viễn thông di động duy nhất. Mỗi người lái xe đều nhận được những cái chính sách bảo hiểm tương ứng với cái mức độ rủi ro của cá nhân mình. Thì điều này làm cho cả giá của chúng tôi thấp hơn 30-50% so với đối thủ cạnh tranh. Ở đây kinh doanh không có cái Casco to go thì kinh tế đó là một cái quá trình phức tạp và lâu dài, bao gồm một số cái lượng nhân viên, văn phòng, các chi phí khác. Thì khi với có Casco to go thì giảm giá đến 70% do công nghệ chúng tôi nhận được hầu hết các chi phí vốn của các công ty bảo hiểm thông thường cung cấp một cùng một sản phẩm. Ở đây cộng đồng, khi không có Casco to go thì cơ sở hạ tầng trì trệ, sự vắng mặt của cơ sở hạ tầng này đẹp. Chia sẻ an toàn làm cho quá trình lâu dài và tốn kém cho mọi công ty bảo hiểm. Ghi với Casco to go thì sự dễ dàng và bảo vệ. Chúng tôi tạo ra cái cơ sở hạ tầng phi tập trung nơi mọi công ty bảo hiểm có thể sử dụng, và công cụ phát hiện rủi ro độc đáo và công cụ phát hiện cái gian lận của chúng ta để cắt giảm hoạt động của họ và cái mọi bên của có thể cung cấp dịch vụ của họ về cái điều kiện công bằng. Với cái công nghệ của chúng tôi thì hơn 5 năm nghiên cứu cái hàng triệu người lái xe, thì vào năm 2012 chúng tôi bắt đầu phân tích các phong cách lái xe và sự trợ giúp của ứng dụng GPS của chúng tôi.
các bản đồ mà sau đó Google bắt đầu mua, thì trong thời gian đó thì cỡ mẫu của chúng tôi là 3.129.000 tài xế. Theo thông tin của chúng tôi thì đây là cái tập dữ liệu lớn nhất trên thế giới để nghiên cứu về thói quen lái xe. Thì các bạn có thể xem về những thói quen lái xe robotical, Theonaut hay là cái sử dụng app ứng dụng trên mobile. Thì ở đây thì công nghệ của Iceland mà chúng tôi cam kết thực hiện được phát triển bởi Gemini. Nó là một cách tiếp cận cấp quân sự và đã được công nhận bởi các giải thưởng công nghệ lớn, được tạo thành bởi những người có hơn 25 kinh nghiệm trong dịch vụ phòng chống khủng bố của Iceland. Gemini là một trong những giải pháp chống lừa đảo tiên tiến nhất, có thể tự động cắt giảm 98% gian lận. Về cái hệ thống gian lận chống gian lận đã là giải thưởng của cuộc thi ISO ASEAN 2017 của GVP và chung kết cái FinTech Awards Lumi World 2017. Thì các bạn có thể xem cho cái bản trình diễn công trực tiếp ở trên trang web hoặc là trên YouTube tìm hiểu về công nghệ này. Thì đây có một số cái bài báo phỏng vấn về cái dự án này, ví dụ cuộc phỏng vấn của CNN Man của Scripland cho cái đồng sáng lập Cargo To Go này, hay hội nghị thượng đỉnh blockchain 2018 này trình bày về cái công ty blockchain Cargo To Go này, hay Gentleman Beach to GVP AXA Insurtech về cái giám đốc điều hành của Gentleman này sẽ phát biểu tại cái cuộc thi cuối cùng của GVP của Iceland. Thì cái quy trình bảo hiểm truyền thống sẽ lên đến 2 tháng về những cái tai nạn, trình điều khiển gọi cho công ty bảo hiểm để yêu cầu tai nạn hay lái xe đến cái chuyên gia ước tính thiệt hại người lái xe chờ trong khi cái sát thương được ước tính và trở về trong để nhận tiền bảo hiểm này. Đây là cái quy trình sáng tạo qua To Go dưới 15 phút về cái tai nạn, và người lái xe chỉ cần mở ứng dụng di động chụp ảnh tai nạn và nhận bảo hiểm, thanh toán ngay lập tức. Các bạn có thể nhìn thấy cái giao diện trên cái điện thoại di động thông minh ở đây, hình ảnh của chiếc xe sau khi một tai nạn được tải lên thông qua các ứng dụng di động và biến thành một cái dấu vân tay thiệt hại duy nhất ở cái ID, cái mật mã được kiểm tra bởi hệ thống chống gian lận và đi đến cái blockchain này. Và chi phí sửa chữa được tính tự động và giao dịch diễn ra sau khi giao dịch hoàn tất thì thanh toán được tự động mở khóa thông qua hợp đồng thông minh smart contract. Với cái cơ sở hạ tầng ở đây thì chúng tôi đã tạo ra một cái mô hình lưu thông mã thông báo duy nhất, cung cấp sự rõ ràng và dịch vụ chất lượng, đồng thời khuyến khích tiện ích mã thông báo cao và tỷ lệ doanh thu. Thì đây là ông Ari Makao, thành viên của hội đồng quản trị duy trì blockchain, kiến trúc sư của Dash Crypto Develop, nhà phát triển của Dash, đã nói như thế. Thì đây là cái mua bảo hiểm ô tô, thì khách hàng có thể khách hàng có thể thì cái mua bảo hiểm ô tô ở đây thì khách hàng đăng ký sau khi đánh giá rủi ro và thủ tục phòng chống gian lận thì đăng ký đã hoàn tất. Các dữ liệu của hợp đồng được lưu trữ trong cái blockchain và khách hàng trả phí bảo hiểm dựa trên cái tỷ lệ cá nhân và mô hình trả tiền khi bạn đi. Về cái xử lý yêu cầu thì khi khách hàng gửi khiếu nại phát hiện gian lận và khách đánh giá khiếu nại diễn ra thì khi thiệt hại được xác nhận, dữ liệu được truyền vào blockchain và yêu cầu đến cái hồ bơi thanh khoản và tài bảo hiểm được nộp. Và sau đó được cái số lượng mã thông báo Casco To Go này sẽ được mở khóa cho khách hàng. Về cái mã thông tin ở đây thì cái biểu tượng của cái dự án này là K2G, với vai trò mã tiện thông báo là tiện ích, cung cấp mã thông báo là 600 triệu K2G, với blockchain là Ethereum, giá trị ban đầu là 0,1 euro và bản mã thông báo công khai là 335 triệu K2G, chiếm 67%. Thì đây là cái phân phối mã thông báo của tối đa 600 triệu cả mã K2G. 5% sẽ được phân phối cho cái bên đội nhóm và cố vấn, 12% dành cho cái ưu đãi dành cho người dùng cộng tác cái bonus, 16% sẽ vào dành cho phân phối và người sáng lập đội nhóm thời gian khoảng 1 năm, 67% sẽ được phân phối cho người đóng góp trên bản tin công khai ICO của K2G. Về cái hợp đồng thông minh và cái ví ICO được phát triển bởi Amitsep, một công ty hàng đầu thế giới về cái giải pháp hợp đồng thông minh an toàn và đáng tin cậy, thì sự an toàn này và tuân thủ theo cái tiêu chuẩn chất lượng được giám sát bởi kiểm toán độc lập Instata, đây là Amisafe. Thì cái lộ trình roadmap của cái dự án này thì kế hoạch chúng tôi từ bảo hiểm xe máy theo yêu cầu đến một cái sinh thái bảo hiểm toàn xe trong 2,5 năm. Thì cái dự án này thì ứng dụng đã chạy trong cái khu vực 25.000 người dùng. Thì quý 2018 thì chuỗi này Ethereum mình sẽ giới thiệu mã thông báo K2G ra mắt ở Thụy Sĩ, Áo và Đức. 2019 thì mô hình kinh doanh sang các lĩnh vực lân cận dịch vụ bảo hiểm Hoa Kỳ và châu Âu bao phủ bởi Casco To Go. Đó, các bạn có thể xem về những cái sự kiện sắp tới của cái dự án này. Vì hiện tại đang diễn ra cái dự án sự kiện 16-17 tháng 5 này là ở Amsterdam, Hà Lan. 21 đến 22 tháng 5 này hội nghị thượng đỉnh của FinWIS tại Tokyo, Nhật Bản. Những cái bài báo blog về cái dự án này, ví dụ như Casco To Go này giành vị trí đầu tiên trong cái cuộc thi khởi động tại diễn đàn tiếng Anh Armenia đầu tiên, Car2Go tên lửa ý tưởng đến cái thực hiện lái xe an toàn.
hay tiêu đề nhóm Cargo to Go tạo được cộng đồng mới nơi người lái xe an toàn ít hơn. Và đây là những cái đội nhóm của dự án. Ông CEO là Jan Inman, đồng sáng lập thành viên hội đồng quản trị là Rai Singh, CEO và Thematica là bên đi ông Dimitri Butrin, hay CEO của Click In này, ông NG Greenberg, quản lý rủi ro cấp cao là Dimitri Whitlick, CTO là ông Dimitri Gengri, bà đồng sáng lập thành viên hội đồng quản trị là Arina Men, thành viên hội đồng quản trị kiến trúc sư blockchain là Andriy Kanchuchenko, chị điều tra viên trưởng là Cham Amivan, David Benhano là điều tra viên, Jen Handan là CEO, ông Nikolai Zaro là trưởng phòng phát triển, Anna Petrova bảo hiểm lãnh thổ mô hình tài chính, tiến sĩ Andrei Mercedes là nhà khoa học máy tính. Những ông cố vấn như Denis Dokovi, David Ban, Marcos Tu, Dejimi Buren, Igo Petsia, Paul Van Koli. Và những đối tác ban đầu của dự án này, ví dụ Crypto Valley, Auto Booking, Sidecar, Audiana, Gronet, TomTom, Ukraine, BTS, RoptiTown. Và những cái báo chí về cái dự án này như CNN, Forbes, VB, CryptoVest, FinTech, CoinExchange, Guys, CNN, Medic, Mogul, Bitcoin News, AMB Crypto, The Street, Yahoo Finance, MarketWatch, công ty bảo hiểm cuối cùng trở nên thông minh và đạo đức. Đây là một số những câu hỏi từng gặp về cái dự án này, vì chúng tôi đã có một cái dự ứng dụng đang được sử dụng 25.000 người sử dụng, có thể trên App Store hoặc là Google Play. Thì tại sao chúng tôi sử dụng công nghệ blockchain này và bảo hiểm trở nên đắt hơn khi cái giá trị thông báo tăng? Tại sao chúng ta lại tạo nên cái môi trường cạnh tranh này? Mã thông báo K2G là gì và nó hoạt động như nào? Ra mã thông báo của K2G là gì? Lại tiền nào được chấp nhận khi khởi chạy mã thông báo? Chủ thẻ của token K2G có lợi ích gì? Các quốc gia bị hạn chế là gì? Điều gì xảy ra với các mã thông báo chưa bán? Đội của chúng ta ở đâu? Tại sao thực hiện cái ICO này thay vì đầu tư truyền thống? Các những cái câu trả lời này sẽ đã đều được giải đáp những thắc mắc qua những tài liệu như White Paper, One Paper hoặc Aerobe, hoặc các bạn có thể lên trang web chính của cái dự án này là tokensale.cargo2go.com để có thể trả lời những thắc mắc này. Các bạn có những thắc mắc thì có thể để lại email để theo dõi những thông tin cập nhật mới nhất, hoặc là gửi về hòm thư ở đây. Hoặc các bạn có thể tham gia các trang cộng đồng của cái dự án này qua feed Twitter, Facebook, Medium, Bitcoin Talk hoặc Telegram. Lưu ý hiện tại sau lưu ý để bán ngày mã thông báo này sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 5 đến ngày 25 tháng 6. Sau 10 ngày nữa thì 10 ngày 13 45 phút nữa thì cái chương trình pre-ICO sẽ bắt đầu. Trên đây là video review đánh giá của mình về cái dự án Cargo2go này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.